Riêng chanh leo á, thì vừa qua nó xuống thời điểm thấp nhất là 4.000. Chúng ta đã có liên kết giữa nhà khoa học này, nhà doanh nghiệp này, nhà nông này, nhà nước, nhưng mà vẫn rớt. Thì chúng tôi thấy rõ rằng là riêng chanh leo này thì mới có một nhà máy cho nên cạnh tranh chưa cao. Cái thứ hai là chúng ta phải chấp nhận quy luật của thị trường là có lên xuống. Thế thì chúng tôi đã làm việc với vị anh hùng 5 phút này. Tại sao anh mua 4.000 một cân? Mà trong khi làm quy hoạch á, cái anh có hứa với địa phương là mua cái giá bảo hộ 6.000 đồng một cân, cái giá để người dân sản xuất hòa vốn. Bây giờ lại mua 4.000, thế người dân lỗ thì người dân sẽ làm cái nào đây? Thế thì anh hùng có nói rằng là do cái thị trường thế giới nó xuống, cho nên chúng tôi là có mua cái loại tổ 12.000 và phân cái loại xấu là 4.000. Nhưng chúng tôi kiểm tra loại tổ thì được ít quả thôi, mà chủ yếu loại xấu. Cho nên đề nghị anh hùng đã phụ là phải giảm vào hồ. Thì sau đó anh hùng mua đông loạt là 8.000. Mà như vậy 8.000 thì chúng ta còn lại thôi. Mà trong cuộc họp với tỉnh tỉnh, tôi nhắc rằng bà con yên tâm, bởi quá trình đeo của 1.800 là chưa thừa. Thị trường của đang phụ là 15 năm thế giới. Cho nên vấn đề anh hùng thực hiện nghiêm cái giá bảo hộ đã ký đi đâu